Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam về. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông, rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà. Đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người nam vì cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy: ngươi hãy yêu thương người lân cận như chính mình ngươi. Toàn thể lệ luật và sách các tiên tri đều quy về hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Mà Thiên Chúa mời gọi con người chúng ta hòa hành lại chính tình yêu nơi Đức Kitô khi chúng ta đặt lời thề của hôn nhân như những người đã chuẩn bị thay thế mà hãy yêu các con. Bởi vậy chúng ta hội thánh cha hỏi các con để đi đến kết hôn với các con. Như xe người đang đi về xa nhau vì lý hạn, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ngại của không? Thưa con, các con hoàn toàn tư ý và tư do. Thưa con, khi chọn lời sự hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau giữa đời không? Thưa con, các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận nhau
bị nộp về cha con. Cùng một thế thứ ngay sau bữa ăn, tôi người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giáo.